Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì hôm nay một phiên đầu tuần thị trường tăng rất là rực rỡ. Đấy thì không biết anh chị có mua được những cổ phiếu dòng bán lẻ ở phiên cuối tuần hay là thậm chí là đầu phiên hôm nay hay không? Rồi thì một số cổ phiếu mình thấy là giai đoạn tới nó có nhiều cái dư địa, nhiều cái khả năng để anh chị có thể mua được. Đó là nhiều cổ phiếu mình quan sát thấy là nó đang ở giai đoạn LPS anh chị nhé. Thì LPS là gì và những cổ phiếu nào nó đang ở giai đoạn LPS thì mình sẽ chia sẻ với anh chị trong video hôm nay. Còn ở một phiên tăng rất ok như hôm nay thì anh chị lại, nếu như mà anh chị nào còn nghi ngờ thì anh chị lại cho rằng là một phiên bút chạp, đúng không ạ? Rồi thì giai đoạn vừa rồi thì anh chị cũng xem thì anh chị thấy rằng là gáp này này, rồi gáp này đây là cái phiên hôm qua anh chị vẫn còn nghi ngờ là anh chị cho rằng nó sẽ giống cái quá trình ở đâu ở phiên này. Tức là ở phiên ngày 30, tức là phiên này thì mong một ngày 1 tháng 2 gì nhá, ngày 1 tháng 2 vừa rồi. Tức là anh chị cho rằng là nó sẽ giống cái quá trình này. Tất nhiên bối cảnh mỗi giai đoạn thì nó khác nhau. Nhưng mà nhìn vào mẫu hình anh chị thấy là nó khá giống giai đoạn này, dần đến là như hôm nay chẳng hạn là anh chị rất rụt rè. Và thậm chí những giai đoạn như phiên hôm qua có thể kéo lên anh chị vẫn bán. Ở phiên nó thứ 6 cuối tuần á. Là lý do là anh chị sẽ cho như thế này và mẫu hình nó lại giống như thế này, nhưng thực tế ra là giai đoạn này nó khác ở chỗ á. Là anh chị không đánh giá được cái cổ phiếu đang ở giai đoạn nào. Cái giai đoạn này là giai đoạn đầu khi mà cổ phiếu thị trường chung đã tăng một đoạn rồi, khá nhiều rồi thì nó sẽ có quá trình phân phối. Đúng không ạ? Giai đoạn đầu quá trình phân phối. Và sau đó nó sẽ đi vào quá trình tái tích lũy lại. Còn ở giai đoạn này thì anh chị thấy rằng nó sẽ khác ở chỗ á. Là mình đã nói với anh chị nhiều lần rồi. Nói chứ là nó đã thị trường đã tích lũy hơn 6 tháng. Thứ nhất là thứ hai nữa là giai đoạn đầu nó lỏng lẻo. Nhưng mà giai đoạn 6 thì nó càng siết chặt. Đấy, siết chặt và biến độ nó khá ok. Khi mà thị trường đã vượt được M200 thì thường nó có xu thế tẹt lại, nhưng không hẳn là nó sẽ tẹt lại ngay. Đấy, thường thì nó sẽ tẹt lại anh chị, nhưng mà nó không hẳn thường là nó sẽ không tẹt lại ngay. Và lần thứ nhất, thứ hai là cái gap ở phía ngày 6 tháng 5 á, ngày 5 tháng 6 á. Thì thực tế anh chị lo ngay với cái gap này, lo gấp ngày nào anh chị giao thì anh chị cho rằng nó sẽ gấp lấp. Nhưng một cái thực tế của nó anh chị biết rằng là gap trước là hỗ trợ sau, cho nên khi mà nó nhúng về cái gap này để lấp á, thì thường nó đến là một hỗ trợ anh chị. Đấy, hỗ trợ ở chỗ là ở 1095 nó bình thường. Ai nói với anh chị lý do của nó là vì sao? Nhưng phiên hôm thứ 6 anh chị thấy nó nhúng xuống đây thôi, 1097 thôi. Ở 1097 nó đã kéo lên rồi, chưa đến 1095. Đấy thì đó là câu chuyện vì sao như vậy. Và thứ hai là chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích thị trường á, là chúng ta phải phân tích cả cổ phiếu dòng ngân hàng nó đang ở dòng giai đoạn nào, cả cổ phiếu trụ. Ví dụ Masan, MWG rồi là gì ạ? Vinhome rồi các kiểu là đang còn trong xu thế lên mà anh chị lo thị trường này gãy thế này thì kia là nó này rất là khó mà đi cái cơ hội chúng ta. Đấy thì đó là, thì bây giờ thì nếu như mà anh chị đã lỡ bán rồi và anh chị theo dõi thì anh chị mình sẽ trình bày với anh chị một số cổ phiếu anh chị có thể tham gia được ở giai đoạn sắp tới. Còn bây giờ nếu xu thế tiếp theo là như thế nào á thì chúng ta không đoán thị trường. Và chúng ta chuẩn bị sẵn cả cái tiền đề, cả cái điều kiện để mà thị trường vận động như thế nào, chúng ta follow theo nó thôi. Thì nếu như anh chị mà đừng có nhìn gần quá, ví dụ cổ phiếu anh chị mua 3-4 phiên chưa lên là gì hụt hoảng lên, sau đó là anh chị bán xong nó sẽ lên. Đấy, do đó chúng ta nhiều khi chúng ta ngắn quá, T+T2.5 về là sụt rồi. Do đó là cái tầm nhìn của chúng ta nó ngắn quá. Mình không đánh dài, nhưng mình không đánh ngắn như vậy, mình không chơi T cộng. Do đó là cái chiến lược là mình thường xem mà cũng chặt tuần này gì này. Thì anh chị thấy rồi, ở cái tuần trước mình nói là sẽ giao động trong cái vùng này thì nó là diễn ra, nhưng mà tuần này á thì anh chị thấy rằng là bây giờ nó vẫn đang nằm trên MA khung chặt tuần anh chị nhá. Đấy, và nếu như thế này thì anh chị thấy rằng là nếu như nhìn ở đấy thì anh chị thấy là ở cái vùng này này, ở cái vùng 1023 này, đấy là đường MA 200 của khung chặt tuần. Thì thực tế nói với xu thế tăng á, ở chặt tuần thì nó vẫn chưa có xu hướng tăng đâu, bởi vì nó vẫn đang nằm dưới đường MA200 là thứ nhất. Thứ hai nữa là thị trường chúng ta đã có một lần vượt MA200 nhưng không thành công, đó là cái tuần ngày 23 tháng 1, đấy, tức là đầu năm nay. Và cái quá trình đó lại này là anh chị thấy rằng là nó đã hơn 6 tháng, đấy, hơn 6 tháng. Thì quá trình tích lũy này đấy thì khả năng là tuần nhớ nhìn như thế này thì nó sẽ nhiều, có nhiều khả năng. Một có khả năng nó sẽ lên 1023 này, nó sẽ có quá trình dao động và nó có thể là vượt không quá được á, thì nó phải có sự tẹt lại. Đấy, và nó quay trở lại ở trong cái vùng biên mày ạ, 1100 để nó tích lũy tiếp. Đấy, đó là về dài hạn. Còn cũng có một khả năng nữa, đó là nó vượt MA200 và nó thể dao động ở trên cái vùng 1120 trở lên.
Đấy, sau đó nó có thể test lại được 1200 ở khung chart tuần. Đấy thì và khả năng này nó sẽ cao hơn, mình cho rằng khả năng nó sẽ cao hơn, tức là nó sẽ vượt được 1123. Sau đó nó sẽ test lại, nó sẽ test lại được 1200 ở khung chart tuần. Tuy nhiên cái này là chỉ phải tính dài hơn một tí. Tuần tức là một tuần nhưng phải có 5 phiên giao dịch. Chứ không phải là hôm nay nói như vậy là phiên ngày mai thị trường có thể điều chỉnh nhẹ một phát nó bảo là ô sao nó bảo tăng mà nó giảm. Đúng không? Đó là về thị trường là nó có, chúng ta có góc nhìn như vậy. Còn nếu như mà chúng ta chuyển sang khung chặt ngay đấy nữa thì anh chị thấy rằng là nếu như mà anh chị quan tâm về cái giá cắt vàng, tức là giá cắt giữa đường MA50 và đường MA200 thì anh chị thấy rằng là đường MA200 đang có xu thế là gì ạ? À, nhúi xuống. Và đường MA50 đang có xu thế là chốc lên. Thì khả năng là nếu thị trường tăng tiếp á là cái giá cắt vàng này rất dễ xảy ra. Tức là giá cắt vàng, tức là giá cắt giữa đường MA200 và đường MA50, tức là đường MA50 cắt lên. Đây. Đường MA200 thì đó là giá cắt vàng và khả năng này mình cho rằng là sẽ sớm xảy ra. Đấy, và khi mà quả có quá trình giá cắt vàng này thì đó là nó đã xác nhận thêm một xu thế nữa. Đó là thị trường đã vào một xu thế tăng. Đấy thì đó là về thị trường anh chị nhá. Chúng ta không bàn đến nhiều về thị trường giai đoạn này bởi vì như thị trường thực tế giai đoạn thị trường mấy phiên vừa rồi đi ngang đi ngang anh chị và thấy rằng là nhiều cổ phiếu nó vẫn có ok, đúng không? Mình lại ví dụ mình xin khỏe một tí giùm thật anh chị, phiên thứ 6 rồi mình nói là mình mua, mình SHS mình mua này. Như SHS là anh chị thấy là chiều mai hàng mình về, mình ăn một vòng nhiều vòng anh chị nhá. Nhưng mà mình mua khí nó giá đỏ phiên hôm qua ở phiên hôm cuối tuần á thì như hôm nay chẳng hạn anh chị thấy đang là mình được lãi hơn 5%. Đấy, tất nhiên hàng cho về, chúng ta chưa nói lên cái gì hết. Nhưng vì sao chọn cổ phiếu SHS thì rõ ràng mình đã phân tích cho anh chị ở video cuối tuần rồi. Đấy, vì sao như vậy? Bởi vì quá trình của nó là những cái phiên tăng khối lượng lớn, những phiên giảm khối lượng nhỏ và cái vùng cản của nó rất là xa. Là thứ nhất, thứ hai nữa là cái quá trình giao động nó rất là chặt nhá. Và nó cái vùng giá nó vẫn giữ trên đường MA5. Đấy, chúng ta chưa nói đến MA10 là gì nhá. Cái vùng giá từ vùng nền này, nhìn vùng giá từ vùng nền ở vùng 11.000 á là nó vẫn đang còn giữ trên MA5 chứ chưa phải là nói MA10. MA10 rất là còn giữ rồi, nếu mà nó đang như thế này nó rất ok. Đấy, vì sao chúng ta không chọn VND? Vì sao chúng ta không chọn các cổ phiếu khác ví dụ như VND? Đúng không ạ? Như thế thật rõ chúng ta không chọn VND. Đấy thì hôm nay anh chị thấy chưa ạ? Anh chị thấy vì sao chúng ta không chọn VND mà chúng ta chọn nhá. Chúng ta chọn SHS. Đấy SHS hôm nay tăng. Đúng không ạ? Còn mình đã nói anh chị ở thứ 6. Hôm mình mua thứ 6. Rồi là vì sao chúng ta không chọn HCM? Đấy HCM tăng một phía nó lên được đâu? Đấy thì đó là lý do mà trong cái việc chọn cổ phiếu. Còn nếu như nguồn vốn chúng ta có vừa phải thì chúng ta nên linh động và chúng ta nên nhánh một tí trong cái việc là cơ cấu danh mục cũng như là đánh giá cổ phiếu trong phiên thì chúng ta có những chiến lược nó phù hợp, chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận. Đấy, thì đó là về trong những khoản thì mình nói với anh chị là vì sao mình phân tích với anh chị rồi. Còn ví dụ con DJ World này hôm nay tăng trần này, vì sao mình là mua cái giá đoạn đầu này mình không mua được? Đấy, mình không mua được là bởi vì mình chưa đánh giá được nó, bởi vì nó vượt cái vùng đỉnh này nên chỉ thấy rằng là khối lượng lớn rất lớn nhưng mà khả năng nó test lại rất mất thời gian. Nhưng mà phiên thứ 6 vừa rồi là mình mua. Đấy, và mình mua thì anh chị thấy rằng là như hôm nay hàng chưa về cùng chiều mai nhưng mà mình lại hơn 10%. Đấy, hơn 10%. Thì ở đấy là cũng không phải khoe khoang của anh chị là cái lãi lời tới bao nhiêu hàng chưa về. Nhưng mà những cái này chúng ta đưa ra những cái để chúng ta có những cái chiến lược và sau này chúng ta rút kinh nghiệm những cổ phiếu khác. Bởi vì quá trình tăng của nó khối lượng rất lớn, nhưng mà quá trình tẹt lại như phiên thứ 5 tuần trước nhá là khối lượng rất nhỏ, thị trường giảm khối lượng rất lớn nhưng mà những cổ phiếu này chúng ta thấy là nó giảm khối lượng rất nhỏ. Và kể cả phiên thứ 6 vì sao mình mua ở vùng khí giá 8 triệu á, là anh chị biết không, khi nó chạm chưa đến MA10 á là nó nằm đấy với khối lượng rất là bé và nó không chịu giảm anh chị ạ, nó không chịu giảm, thị trường cũng giảm mạnh nhưng mà nó vẫn không giảm. Đây thì khi đó là lý do vì sao mua. Và khi mà nếu như anh chị theo đầu tư theo trường phái của ô nếu thì anh chị thấy đang là nó chạm đường MA10 bật lên thì đấy gọi là phiên này của một kỹ thuật mua, gọi là mua kéo ngược. Đấy, một kỹ thuật mua kéo ngược, kể con này SHS lúc này mình phân tích như vậy, đúng không ạ? Con này rất là tốt. Rồi là ví dụ như con MWG vậy, mình dùng mua thứ 6 vừa rồi. Đấy, chạm MA10 và mình mua khi giá 8 triệu. Đấy, mặc dù con này thì lại không nhiều nhưng mà anh chị thấy đang là hơn 6% thôi, 6% thôi. Nhưng mà cái kỹ thuật nó vậy, cái quá trình tăng nó rất là tốt. Và chúng ta thấy rằng là như nào, khối lượng quá trình giảm test lại khối lượng nhỏ. Đấy, và khi nó chạm MA10 là khối lượng đơ anh chị nhá, gần như là không có ai bán cả, nguồn cung rất là kiệt. Đấy thì hiện tại là chúng ta đánh giá đến mức đó. Còn nếu như mà các cổ phiếu khác như con pet cũng khá là ổn, nhưng mình thì giai đoạn vừa rồi là mình không tham gia con pet, mình chỉ tham gia là DG World và con MWG thôi. Đấy, và con SHS là mình mua phiên cuối tuần vừa rồi. Thì mình cũng trong video cuối tuần vừa rồi mình chia sẻ, hôm nay mình chia sẻ lại với anh chị như vậy. Và cái sóng dòng chứng khoán, sóng
ngành bán lẻ là nó khá rõ đấy chị nhé, nó khá rõ rồi. Ví dụ tâm chỉ con Masan nó còn lên này, đúng không ạ? Masan nó còn lên này. Rồi là hôm nay vì FRT lên rất là tốt này. Đâu nhỉ? FRT tăng rất là tốt. FRT tăng mấy ạ? À, tăng trần đúng không? 8,88 là tăng trần đấy đấy. Đấy, khối lượng rất tốt. Tuy nhiên thì mình không chọn cổ phiếu này bởi vì vùng cản nó gần quá. Đấy, vùng cản nó gần quá. Và nó đã vượt, hôm nay nó vượt được MA200, nhưng mà chúng ta thấy rằng là vùng cản nó khá gần. Thì cũng có thể là trong cả phiên tới thì cổ phiếu này nó sẽ tăng mạnh hơn đấy chứ quất. Chúng ta chưa biết, nhưng mà trong chiến lược hiện tại những phiên cuối tuần thì chúng ta lựa chọn là vì sao như vậy. Và mình cho rằng là khi thị trường và khi cổ phiếu đã có những tín hiệu, có những dòng tiền, dấu ấn của dòng tiền như thế này á, thì cả cái phiên tới mà nó hình thành cả cái giai đoạn LPS á, thì mình cho rằng đó là những cơ hội anh chị có thể tham gia ở nhịp số 2. Đấy, thì đó là vì sao là như vậy thì mình phân tích cho anh chị như vậy. Còn một cái dòng bán lẻ anh chị chơi thì mình giai đoạn LPS, thì mình phân tích về anh chị cái nội dung đó là LPS. Thì mình lấy ví dụ một số cổ phiếu thôi bởi vì nó khá dài dòng, về mặt lý thuyết nó khá dài dòng, nhưng mà về mặt thực tiễn á, thực chiến á, thì mình lấy ví dụ đến một số cổ phiếu ở một số dòng để anh chị mình phân tích cho anh chị. Mình lấy ví dụ dòng chứng khoán VND, mình phân VND anh chị nhá. Thì khi cổ phiếu anh chị nhá, đấy lý thường là nếu như theo trường phái VSA ấy, thì anh chị thấy rằng đấy là một quá trình tích lũy của nó, là gồm có các phá, phá A, phá B, phá C, phá D, phá E. Thì phá E là phá đẩy giá. Đấy, thì phá đẩy giá, phá tăng giá, thì anh chị thấy rằng là giai đoạn đầu thì nó sẽ có một cái mức tăng từ nền á, là thường khoảng 15-25% tùy vào cổ phiếu. Nhưng mà ví dụ như VSD chẳng hạn, anh chị đó từ vùng này lên thì anh chị xem thử là nó được mấy phần trăm này. Nó được 20% anh chị này. Đấy, có những cổ phiếu là nó ở giai đoạn là 15% thôi anh chị ạ, nhưng mà thâm đến 25%. Nhưng mà như VSD là nó tăng 20%. Đúng không ạ? Tăng 20%. Thì tăng 20% như thế này anh chị thấy rằng nó sẽ có một quá trình tích lũy. Chính vì vậy mà trong chiến lược đầu tư đánh ngắn là thường là khoảng 20-25% nó hỏi chủ là lý do như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó đã thoát cái vùng nền, mặc dù nó dài nhưng mà nó gặp ngay vùng cản phía trên. Đấy, vùng cản phía trên. Cản này thì chúng ta chưa tính nhá, đấy vùng cản này ạ. Thì nó sẽ có quá trình hình thành, quá trình LPS. Và nếu như chúng ta cũng không thân thành cái LPS là gì, và nó sẽ hình thành cái biến độ thu hẹp đấy anh chị. Thì nếu như nó xảy ra hay không chúng ta chưa biết, nhưng mà nếu xảy ra thì mình cho rằng đấy là một cái cơ hội để anh chị có thể là lên tàu cổ phiếu này ở nhịp số 2. Nó có thể lên ở vùng giá đỉnh này, tức là ở vùng giá 22. Tức là nhịp số 2 từ vùng giá 18.000 mà lên đến 22.000 chẳng hạn, thì anh chị sẽ được 4 giá chẳng hạn. Đấy, có thể cao hơn. Đấy, nhưng mà đấy là chiến lược. Vì sao rõ ràng chúng ta thấy rằng LPS là quá trình này là diện nó sẽ hình thành cái tùy vào cổ phiếu, nó cũng có thể là quá trình này mà những cổ phiếu mạnh thì nó thường là ngắn. Đấy, cái nên nó sẽ ngắn. Cũng có những cổ phiếu nó dài, nó nặng hơn á, thì thường là nó sẽ có quá trình LPS nó sẽ dài. Tức là nó sẽ hình thành cái mẫu hình biến độ thu hẹp ở đây. Đấy, và mẫu hình biến độ thu hẹp chúng ta cũng không nhất thiết là phải chứ nè. Khi nào nó phải cạn kiệt từ 32-16 đi ạ, 8 rồi 4%. Chúng ta không phải là chúng ta không quan trọng là nó mấy tê, có thể 2 tê nó đã lên. Ví dụ như quá trình này đấy, ví dụ như là 4%, nó đã giảm 4%. Thì có thể là các phiên tới không lâu nữa, có thể là 4-5 phiên nữa nó đã hình thành có 2 phiên rồi. Có 4% rồi thì nó có thể lên là chúng ta sẽ đủ được. Và quan trọng anh chị phải nhìn được cái khối lượng. Đấy, nhìn được cái khối lượng. Đấy, thì lý do vì sao mình giá phiên thứ 6 rồi mình không mua con này là mình đánh giá rằng là có thể mình sẽ sai, nhưng mà anh chị thấy rằng là nó có thể hình thành cái giai đoạn LPS ở đây. Đấy, do đó là nếu như cổ phiếu này thì nó sẽ nằm trong tầm ngắm mình. Đúng không ạ? Đó là VND là một cổ phiếu, đúng không ạ? Và chúng ta xem khi nào nó cái biến độ nó còn 3 từ 2-3-4% anh chị nhé. Có thể là anh chị tính cái đỉnh cao nhất đến cái đáy cao thấp nhất á. Ví dụ như hiện tại anh chị xem ở đây là chúng ta xem thử coi nó đó được mấy nào. Ở đây anh chị đó là anh chị thấy là nó là 6%. Nó đạt 6%. Thì có thể là một lần nữa, là có thể là một tuần này nó tích lũy thêm. Đấy, thì khoảng là còn 3% hoặc là 2% chẳng hạn, thì mình cho rằng là nó sẽ có một cái nhịp anh chị tham gia. Và anh chị mua ở phiên khi mà nó tẹt lại. Đấy, thì đó là phiên VND là một cổ phiếu. Mình phân tích với anh chị là LPS là như vậy, đúng không ạ? Tiếp theo là nhóm ngành dầu khí, mình phân tích một cổ phiếu ví dụ PVS đi. Đấy, anh chị thấy rằng nếu như tính dài thì anh chị thấy rằng là đấy là mẫu hình là vai đầu vai, vai anh chị này. Đầu này, đấy vai này. Và nó lên nó gặp ngay vùng kháng cự này. Thì nó gặp ngay vùng đỉnh trước thì nó có cần có quá trình tích lũy lại, rủ bỏ lại. Để rủ bỏ chứ, rủ bỏ những nhà đầu tư đã kẹt hàng tại đây là thứ nhất. Thứ hai là rủ bỏ những nhà đầu tư chứ, đã mua ở đấy lên đây họ chốt lời. Thì sinh ra một tâm lý ở đấy là nó sẽ hình thành cái vùng tích lũy. Và quá trình tích lũy này anh chị thấy rằng là gì ạ? Nếu như mà nó sẽ hình thành cái biến độ thu hẹp đây. Và cái quá trình này chúng ta thấy là hiện tại như PVS như phiên hôm nay nó có phiên rụt chân như vậy và khối lượng nhỏ, nó khá tích cực nhé.
Đấy, tất nhiên mình không nói là anh chị mua cổ phiếu này phiên ngày mai ngày kia, và quá trình này nó tùy vào trình độ và khả năng để anh chị có thể là gì biết được, nhận diện được nó trong phiên thôi. Đấy, anh chị thấy đang như PVE chẳng hạn thì nó có thể hình thành cái biên độ thu hẹp đấy á. Và càng về phía sau anh chị thấy là cái biên độ dao động trong phiên nó ngắn, nó nhỏ và khối lượng kiệt á, thì đó là những tín hiệu anh chị sẽ sắp được vào hàng. Đấy anh chị nhá. Đấy, thì đó là về LPS cơ VPS PVF nó có thể là như thế nào, có thể hình thành được ở đây. Đấy, và kỳ vào nhịp tiếp theo nó có thể lên vùng đỉnh ở đây. Thì hiện tại nó thấy chưa ổn lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ chờ thêm cả quá trình đó như thế nào anh chị nhá. Đó là về dòng dầu khí, mình là một cổ phiếu như vậy. Ví dụ dòng ngân hàng, dòng ngân hàng mình phân tích cho anh chị, ví dụ VIB chẳng hạn. Đấy, VIB anh chị thấy chưa? VIB anh chị thấy rằng là nó lên gặp cái quá trình tích lũy của này, nó gặp đỉnh này, nó vượt đỉnh này, nó test line này. Thứ nhất, thứ hai là nó gặp ngay vùng cản này. Thì hôm trước mình có chia sẻ anh chị rằng nó vừa tích lũy ở đấy một khối lượng cản kia đó, và nó sáng nhận phía sau thì đó nó đã rất ok, và chúng ta lại có những cái lợi nhuận nó khá là ổn, đúng không ạ? Đấy, do chính vì vậy mà những cổ phiếu nó tăng từ nền này lên mà bao nhiêu phần trăm thì thường nó quá trình hình thành lại về quá trình tích lũy này, và nó siết chặt và khối lượng nhỏ thì đấy là những cái, và nó có thể là quá trình mà lâu á, thì nó sẽ hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, thì đấy là những cái dấu hiệu đó gọi là LPS anh chị nhé. Rồi ví dụ như cùng trong dòng ngân hàng, mình lấy ví dụ như cổ phiếu ACB chẳng hạn. Đấy, thấy chưa? Cái quá trình tích lũy của nó là từ tháng mấy ạ? Từ tháng 1 là này. Đấy, sau khi nó đã tăng lên đến nó quá trình này đấy gọi là quá trình tái tích lũy. Đấy, và nếu như chúng ta nhìn rộng hơn thì chúng ta thấy đang là vai này, đầu này, vai này. Đấy thì quá trình này đấy khi nó gặp đỉnh đấy thì nó sẽ hình thành quá trình là gì ạ? LPS ở đây. Còn nếu như tính từ năm nay anh chị thấy đang đây có quá trình nắm phá của nó, thì đấy là đang giai đoạn là LPS của cổ phiếu. Đấy, tất nhiên mình phân tích cái chiến lược để góc nhìn anh chị đánh giá, anh chị nhìn nhận và nhìn vào mẫu hình thôi. Còn nếu như để phân tích để mà nói mua là mình nói đấy anh chị là để mua VIB hoặc là MBB hoặc ACB là mình không khuyên. Đấy, và cái này là mình phân tích là ở góc độ là ở lý thuyết anh chị nhá. Rồi, ví dụ tiếp theo nữa trong dòng cảng biển, mình lấy ví dụ như là con vụt chẳng hạn. Giai đoạn vừa rồi mình nói khá nhiều. Đấy, cái con vụt thì tương tự như vậy, nó lên gặp vùng đỉnh trước cái gì này, nó tích lũy, và đấy có thể là nó hình thành cái giai đoạn LPS. Mình đang dùng từ khả năng cái gì nhá, con nó có thể là rủ bỏ lại xấu, và nó hình thành cái đỉnh sáu thấp hơn đỉnh trước, đáy sáu thấp đáy trước thì nó không phải, và nó yêu cầu của nó là phải siết chặt. Đấy, và biến độ nó phải nhỏ dần, và đỉnh sáu phải cao hơn đỉnh trước, đáy sáu phải cao hơn đáy trước, thì khi đó mới gọi là LPS anh chị nhá. Và đấy là một trong những cổ phiếu anh chị đưa vào danh mục theo dõi, đúng không? Đó là về dòng cảng biển là như vậy. Còn dòng bất động sản thì mình lấy ví dụ như con TDC. Hiện tại thì có thể là có những cổ phiếu khác là nó đang trong quá trình hình thành nó tốt hơn, nhưng mà hiện tại mình dùng gió 6 phiên mình làm liền, do đó là mình đưa ra một số cổ phiếu như vậy thôi. Mình đang hiện tại như vậy, nhưng còn những cổ phiếu này chưa hẳn là nó tối ưu anh chị thấy nhá. Đấy, nó đã tăng từ đây lên đây anh chị xem nó bao nhiêu phần trăm này, mình đo cho anh chị xem này. Từ đây lên đây là anh chị thấy đang là nó mày ạ. Đấy, 38% đấy anh chị. Tính từ đây 3 lên đây là 38%. Còn nếu như anh chị tính gần hơn á, thì anh chị từ đây lên đấy á, thì anh chị thấy đang là nó đã 16% này. Thì khi nó đã có quá trình như vậy thì đó nó sẽ có quá trình hình thành tích lũy lại, và nó sẽ hình thành cái biên độ thu hẹp đấy. Và nếu như nó hình thành biên độ thu hẹp đấy, khối lượng kiệt xuống á, thì rõ ràng đấy là những cơ hội anh chị tham gia rất là ok. Đấy, thì đó là đối với dòng bất động sản. Còn hôm nay thì mình cũng chia sẻ với anh chị ở góc nhìn như vậy thôi. Còn để phân tích cả cổ phiếu thì mình thấy rằng là hầu hết cả cổ phiếu hiện tại là nó về điểm múa, là mình thấy rằng là gần như là quá điểm thì anh chị. Phiên hôm nay nữa là gần như quá điểm. Hôm nay thì có cả các cổ phiếu về cả cổ phiếu như dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng thép các kiểu, thì mình nhỏ rằng là dòng thép như Hoa Phát chẳng hạn là nó đang tích lũy ngay vùng trên đỉnh anh chị này. Trên đỉnh gần ở đây và đỉnh xa ở đây thì nó đang tích lũy đấy, và những tín hiệu tích lũy này là nó khá ổn. Tất nhiên thì ví dụ như Hoa Phát chẳng hạn, chúng ta phân tích không phải là chúng ta để đánh giá đánh đấm của nó, và chúng ta phân tích là chúng ta đánh giá xu thế thị trường là như thế này thì nó rung là rất khó. Và khi những cổ phiếu ví dụ như Hoa Phát chẳng hạn mà để rơi ấy, mà nó không rơi ấy, thì rõ ràng thị trường nó sẽ yên tâm, mình cho rằng là như vậy. Rồi bây giờ cả cổ phiếu trong rổ viên 30 anh chị xem nên MWG lúc này mình phân tích anh chị như thế này làm sao rơi được, đúng không ạ? Trừ khi có những thông tin như xấu quá thôi. Đấy, rồi là ví dụ như Vinh Home vậy này, nó đang lên mà nó như màu hình vải đầu vải, nhìn thấy vải đầu vải rất là đẹp, đúng không? Cổ phiếu này nó có thể là có nhịp tăng lên đâu đây là khoảng 62.000 gì đấy. Và khi nó lên những vùng này rồi đang thị trường này là lâu, đúng không? Còn Việt cũng bánh cho nó đang trong cái xu thế tăng, chúng ta biết rồi. Đấy, đang trong cái xu thế tăng là lâu.
đấy, khi nào nó dao động có thể là đấy, những cổ phiếu này thì mình mua ở vùng giá 94.000, hiện tại vẫn còn cầm đúng không ạ? Lời là chưa bao nhiêu, mình những cổ phiếu này mình tham gia không nhiều đấy, chủ yếu là những con mà nó có tính chất điên, nó rẻ, chúng ta sẽ tham gia vào thị trường nhiều hơn. Thì video đầu tuần thì mình chia sẻ anh chị một cái nội dung như vậy thôi. Còn cả cổ phiếu thì mình thấy rằng là hiện tại nó có lẽ rằng là phải quá tuần nữa thì khi đó anh chị mới có thể là có tham gia được cái nhịp số 2 ở một số nhóm ngành đấy, ví dụ như trong chứng khoán, trong thép đấy, thì trong dầu khí vân vân. Nhưng mà hiện tại thì về cơ bản điểm mua là mình thấy là nó khó cho anh chị rồi. Nếu như anh chị không vào hàng được ở phiên cuối tuần vừa rồi, video mình xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.